Mình rất là vui và tự hào khi trở thành một trong hai năm cá nhân xuất sắc của xưởng trong năm vừa qua. Được làm việc trong môi trường dạng đông thì rất là chuyên nghiệp. Và mình luôn muốn phát huy cái bộ gen 6T, con người dạng đông, anh hùng của Bác Hồ. Và mình thực sự muốn hoàn thiện bản thân hơn, học tập và sáng tạo nhiều hơn để trong công việc có thể hoàn thành tốt, cống hiến cho công ty hơn. Chào bạn, bạn có hài lòng với vị trí công việc của mình đảm nhận không? Hiện tại là tôi cảm thấy rất là hài lòng đối với vị trí công việc của mình. Được làm ở công ty Dạng Đông là một cái môi trường chuyên nghiệp và năng động. Bạn có ý kiến đóng góp gì để cho cái việc sản xuất của xưởng có tốt hơn không ạ? Theo cá nhân tôi thì cái ý kiến đóng góp của tôi thì sẽ nhân rộng và phát triển những cái áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và áp dụng những cái công cụ kiểm soát, ví dụ như là VDC, Lean Six Sigma, Kaizen giảm bởi lãng phí để làm sao mà tăng được cái năng suất, giảm những cái lãng phí không có trong cái quá trình sản xuất của mình. Đây là một tập thể đoàn kết, mọi người trên dưới như một, là một công ty chuyên nghiệp, một bộ máy chuyên nghiệp gồm những thành viên chuyên nghiệp, tạo nên một tập thể đoàn kết thống nhất. Bản thân tôi nhận thấy là mình vẫn chưa hoàn thành được theo yêu cầu về phần làm việc theo nhóm. Thì mình cảm thấy là còn một số phần là mình có một phần là thiếu tự tin khi mà làm việc với một tập thể nhóm để một giải quyết một vấn đề cụ thể. Hai nữa là về cái phần trình độ thiết kế thì mình còn có một số là còn ít, và những cái phần đề xuất cải tiến mang tính đột phá của sản phẩm, và trong thời gian tới mình sẽ khắc phục những cái nhược điểm đó để làm sao công việc nó tốt hơn và đem lại một phần nhỏ mình để góp sức chung vào của xưởng, của công ty để càng ngày càng phát triển. Chào bạn, bạn có cảm giác như thế nào khi được làm việc tại Dạng Đông ạ? Tôi rất là tự hào khi được là người con của Dạng Đông. Bởi Dạng Đông là một công ty có môi trường rất là chuyên nghiệp, có truyền thống từ rất lâu đời. Và các sản phẩm của Dạng Đông được người dân tin dùng. Năm vừa qua thì bạn thấy xưởng mình đã có sự thay đổi như thế nào? Năm vừa qua xưởng có rất nhiều sự thay đổi. Ví dụ như là các cái dây chuyền lắp ráp máy tự động cho đèn bun, đèn tít được triển khai. Ngoài ra thì các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến được đẩy nhanh về tốc độ, nhanh chóng đưa ra thị trường. Alo. Vâng.
Vâng, em đây. Máy mình bị làm sao anh? À, ok. Chào em, anh sang bây giờ. Ok. À, chào bạn. À, với vị trí hiện tại của bạn ý, bạn cảm thấy là đã phù hợp với khả năng của bạn chưa? À, với vị trí công việc mình đảm nhận ở công ty thì mình thấy là khá phù hợp với lại khả năng của mình và mình hài lòng với lại công việc mình đã được giao trọng trách. À, mọi người làm việc ở đây rất là nghiêm túc, đoàn kết và tác phong rất là công nghiệp. Mình mong muốn công ty đầu tư thêm về thiết bị hạ tầng, máy móc, máy tính để hỗ trợ anh em thao tác trên hệ thống và làm việc được nhanh hơn, hỗ trợ mọi người trong thời gian làm việc tốt hơn. Chào bạn, bạn cảm giác như thế nào khi mà mình được một trong 25 cá nhân xuất sắc của xưởng? Là một trong 25 cá nhân được tuyển chọn trong đợt này thì em cảm thấy rất là vinh dự và rất là vui. Đồng thời em cũng cảm thấy tuy mình là một trong 25 cá nhân được chọn nhưng mà em thấy mình cũng còn rất là nhiều cái điều thiếu sót, cần phải cố gắng hơn trong công việc. Em cần phải học hỏi các anh chị xung quanh cũng như là các cán bộ về tất cả các mặt trong công việc. Em sẽ cố gắng. Như mai năm xưa đón bác tới thăm nơi đây, trong năm ân thăng từ bên bác kính yêu lắng nghe lời người đó còn vang vọng, ta vững tin ở ngày mai Giang Đông là nguồn sáng trong đêm, Giang Đông mang hơi ấm cho đời, sáng muôn nơi, sáng mọi nhà. Em chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi là trong năm vừa qua ấy, chị thấy xưởng mình có những thay đổi gì ạ? Nếu năm 2016 chủ yếu sản xuất ở trên ngành lắp ráp mình là thủ công hoàn toàn, thì so với năm ngoái thì 2017 mọi người nhìn thấy rất rõ cái đầu tư của công ty cho xưởng và cho ngành một loạt các thiết bị tự động, đặc biệt là với dây chuyền lắp ráp bùn, cái đấy thì nó đang mang lại hiệu quả rất lớn về giá trị kinh tế, về cái hiệu quả về giảm giá thành sản phẩm, và cái đặc biệt nữa là giúp cho anh em công nhân lao động họ đỡ vất vả hơn, và một phần nữa là cái thời gian lao động họ được giảm xuống ít nhất là một giờ trong một ngày. Đấy là một cái mà mình cảm thấy là cái lớn nhất trong năm 2017 mình thấy thay đổi lớn nhất của xưởng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc của tôi đang làm. Tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa để cống hiến hết mình cho xưởng cũng như cho công ty. Chào anh ạ,
Anh có cảm giác như thế nào khi được làm việc cho công ty Rạng Đông ạ? Vâng, tôi rất tự hào và đã làm việc ở thị Rạng Đông. Làm việc ở đây anh em rất là hài hòa, đoàn kết với môi trường làm việc với công nghệ tiên tiến. Nên tôi rất thích và có cảm hứng khi làm việc công ty Rạng Đông. Câu hỏi thứ hai muốn hỏi anh là trong thời gian tới thì anh cần phải làm những cái gì để tốt hơn cho công việc vị trí của mình ạ? Rằng tôi sẽ không ngừng học hỏi, sẽ nâng cao tay nghề để đáp ứng được cái nhu cầu của công ty trong thời gian tới, và sẽ có nhiều cải tiến, sáng kiến kỹ thuật để cho dây chuyền đạt năng suất cao hơn nữa. Một môi trường năng động, không ngừng phát triển, luôn có tư duy sáng tạo, đổi mới, thúc đẩy và nâng cao trình độ, khối óc của con người. Tôi luôn nghĩ rằng làm việc ở đây mình phải thật cố gắng. Mọi thành công sẽ đến khi mình đam mê và lòng hăng say công việc. Để cho công ty ngày một phát triển hơn, và xưởng và nói chung và tổ nói riêng, và có một cái sự ngày càng phát triển ấy, thì theo tôi ấy, thì là tất cả các anh em trong tổ ấy, phải có tự có ý thức và nâng cao cái trình độ tay nghề, trình độ học hỏi, và để đáp ứng được các cái sự mong mỏi của công ty. Ví dụ như áp dụng tất cả các cái tiêu chí ở trong cái bảng chấm chuyên nghiệp của công ty đã đề ra, và lấy cái những cái tiêu chí trong bảng chấm điểm 3P dành cho những thành phần ăn lương 3P ấy, thì để đấy lấy đó là một cái thước đo để chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Nhớ không quên người Bác Hồ thiêng liêng, dục ra non sông kế đoàn là sức mạnh, người người thi đua, ngành ngành thi đua, dựng dây tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Chào chị ạ, chị thấy cái môi trường làm việc tại Rạng Đông như thế nào ạ?
tôi thấy môi trường làm việc ở Rạng Đông, đặc biệt là xưởng điện tử LED và thiết bị chiếu sáng, có một môi trường làm việc rất năng động và thân thiện. Đội ngũ lãnh đạo trẻ và đầy nhiệt huyết ở đây đã truyền lửa cho những nhân viên như chúng tôi có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân, được nói lên tiếng nói của mình trong công việc, được thể hiện hết khả năng của mình trong công việc. Và tôi thực sự thấy tự hào khi mình là một con người Rạng Đông được sống và làm việc trong đại gia đình xưởng điện tử LED và thiết bị chiếu sáng. Trong năm tới thì mình sẽ cố gắng khắc phục những cái điểm chưa tốt để vận hành tốt cái hệ thống EIP chung của xưởng. Thứ hai là tập trung vào những cái kaizen nhỏ cải tiến trong tổ để nâng cao cái năng suất lao động và giảm cái chi phí trong sản xuất. Thứ ba là mình sẽ tập trung để học những cái công nghệ mới mà xưởng và công ty đang tập trung để đầu tư cho ngành, cho tổ trong năm 2018. Chào anh ạ, hiện tại thì anh có thấy công việc của mình đã phù hợp với khả năng của mình chưa ạ? Xin chào tất cả và 500 cán bộ công nhân viên của xưởng LED, điện tử và thiết bị sáng. Mình tên là Tiến, hiện tại đang làm nhóm trưởng của nhóm cơ thuộc xưởng LED, điện tử và thiết bị chiếu sáng. Thực ra hiện tại công việc của mình thì đối với mình thì là một người công nhân bình thường. Sau đó khi mình được đào tạo, mình học hành đến đấy thì mình cảm nhận cái công việc của mình bây giờ rất là gọi nói từ hoàn hảo thì nó không phải là hoàn hảo, nói từ thích hợp thì nó là những là thích hợp, thì công việc của mình đào tạo ra mình, công việc của mình nó phục vụ cái chính bản thân mình. Sau đó khi để mình phục vụ bản thân mình thì mình phục vụ cho cái mục đích riêng của mình, đó là cái mục đích gì, mình hướng tới mục đích của xưởng sau đó đến của công ty. Vì thực ra là công việc của từng người khác nhau, từng bộ phận khác nhau, từng vị trí nó khác nhau, đặc thù công việc nó khác nhau. Do vậy là nếu mà để mà so sánh từng công việc, từng vị trí nó xa vời. Do vậy là nếu mà để mà nó đánh giá công việc của mình thì mình cảm thấy như là rất phù hợp. Phù hợp của mình là phù hợp về chính bản thân mình và phù hợp chính cái công nghiệp nghề của mình đã đào tạo ra để mình làm như thế. Trong cái thời gian tới thì là anh cần phải làm gì để cố gắng cho công việc, để hoàn thành tốt công việc của mình cũng như là hoạt động của xưởng tốt hơn không ạ? Cái công việc trong năm tới, năm 2018 thì nó rất nặng nề với anh em, dưới nhiều việc của anh em cơ điện 16 dưới này. Từ gia công chế tạo cho đến nhận các thiết bị từ bên nước ngoài về để mà đào tạo. Ví dụ như các bạn nhìn đây là một hệ thống, một máy si bây giờ về cả một hệ thống đó, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải tiếp thu những kiến thức của chuyên gia, của các bạn truyền đạt lại để mình tiếp thu nhận thức đó. Trong năm tới thì cái khối lượng của công việc nó cũng hơi là nhiều. Do vậy để mình mong mỏi là anh em trong nhóm cơ điện tất cả đều đồng lòng đồng sức để giúp công việc của mình, công việc của xưởng làm sao cho hoàn thành tất cùng công việc mà xưởng, ngành xưởng và công ty giao phó để hoàn thành tốt mục tiêu của 2018. We'll be right back.
ta nhớ không quên lời Bác Hồ thiêng liêng. Dục ra non sông kế đoàn là sức mạnh, người người thi đua, ngành ngành thi đua, dựng xây tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Bao lớp cha anh dâng hiến tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh không ngại gì gian khổ, làm người mạnh mẽ, tình đời bao dung, theo đảng trẻ lấy quang huy cách mạng cập bến vinh quang. Theo lời Bác gọi tổ quốc ra quân, cả nước đầm đầm thi đua giành chiến thắng. Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua. Mây bừng sáng Giang Đông, chúng tôi vui đón chào những năm 2000, quê bao ước mơ hoài bão trong lòng, sức thanh xuân đón xây non nước mình, màu cờ chiến thắng dựng anh bình minh, nhớ năm xưa bắn về thăm chốn này, để nên bài ca.